Ngay khi nhận ra chiếc xe tải đang tuột dốc trụ tự do cắt qua đường quốc lộ, tài xế xe tải chạy thục mạng đuổi theo nhưng không kịp. Sự việc được camera an ninh ghi lại này đã khiến từ tài xế đến những người có mặt tại đó chứng kiến không khỏi thót tim hoảng sợ. Cụ thể thời điểm này, một chiếc xe tải dừng đỗ sát lề đường, tài xế mở cửa rồi ung dung bước xuống. Điều đáng nói, ngay từ lúc cánh cửa xe đóng lại sau lưng tài xế, người này lập tức bước đi mà không hề quay lại quan sát chiếc xe của mình. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó, chiếc xe tải bắt đầu từ từ lăn bánh ngược về sau. Do đây là đoạn đường dốc thoải nên chiếc xe tải không người lái này cứ thế lừng lững tuột dốc trồi xuống. Cho đến lúc va chạm với chiếc xe tải bên cạnh, lúc này mới có người phát hiện sự việc nên đã la hét để cảnh báo. Ngay khi nhìn thấy chiếc xe của mình đang hồn nhiên trôi giạt đi khá xa, nam tài xế mặc áo xanh mới tá hỏa chạy thục mạng đuổi theo. Lúc này cũng có 4 thanh niên ùa ra chạy theo, tuy nhiên vẫn không bắt kịp tốc độ của chiếc xe tải. Cho đến lúc trôi hết đoạn đường và đuôi xe đâm vào chân núi, chiếc xe mới chịu dừng lại. Rất may mắn đoạn đường này không quá dốc nên tốc độ lạc trôi của chiếc xe trọng tải lớn này cũng không quá nhanh. Thời điểm này trên đường cũng không có phương tiện và người dân qua lại nên không để lại hậu quả đáng tiếc. Ngay khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, những người có kinh nghiệm lái xe đều cho rằng rất có thể tài xế đã quên kéo phanh tay trước khi xuống xe. Bên cạnh đó, đoạn đường dốc đã hỗ trợ cho chiếc xe tải trôi xa mà không cần người lái. Hiện đoạn clip đang được cánh tài xế chia sẻ rất nhiều để nhắc nhở lẫn nhau, bởi lẽ không ít người trót quên kéo phanh tay khi dừng đỗ xe.